Kính thưa cộng đoàn phụ vụ thân mến, sứ điệp lời Chúa Chúa Nhật 26 thường niên, chu kỳ 5B hôm nay mời gọi mọi người chúng ta sống bác ái, yêu thương, luôn nghĩ tốt, làm gương tốt cho nhau. Chúa Giêsu muốn môn đệ người tránh thói hẹp hòi, phe nhóm, đặc quyền, đặc lợi, phải có tinh thần cởi mở, bác ái và nêu gương lành cho mọi người. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin cho mọi người chúng ta nhiệt thành thực hiện các điều Thiên Chúa truyền dạy hôm nay, luôn biết hướng đến tha nhân, sống bác ái, yêu thương mọi người chung quanh, để trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Kitô, với tâm tình tha thiết trở nên người tông đồ đích thực. Kính mời cộng đoàn đứng cùng ca đoàn hát ca nhập lễ. Thank you.
Kính Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu là bổn mạng của các em ca đoàn thiếu nhi. Vì thế, cha đại diện cho giáo xứ nói lên lời cảm ơn chị Maria Minh Châu là phụ trách ca đoàn thiếu nhi, cũng như tất cả các bạn thiếu nhi giáo xứ Thánh Anton trong ca đoàn Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Cảm ơn các con trong một năm qua đã phục vụ giáo xứ vào lễ 7 giờ sáng Chủ nhật, dùng những lời ca tiếng hát để ca tụng ngợi khen Thiên Chúa, cũng như giúp cộng đoàn chúng ta. Chúc mừng các em ngày bổn mạng một chặng. Vì ngày thứ ba 1 tháng 10 là ngày thường, các em mắc đi học cho nên không có tổ chức thánh lễ cho các em được, cho nên nhân tiện đây thì mừng lễ bổn mạng cho các em. Ngày 1 tháng 10 thì cha sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các con. Nếu các bạn nào không mắc việc đi học thì cha mời gọi các con cũng đi lễ 6 giờ chiều để cầu nguyện cho ca đoàn của các con. Rồi các con thấy một năm mình thấy mình hát càng ngày hay hơn khi mà bắt đầu lập ra ca đoàn thiếu nhi, cho nên càng ngày hát hay hơn, điêu luyện hơn và có sức mạnh và cũng như có hồn hơn, cho nên là cha thấy các con càng ngày tiến bộ qua việc mình dùng những lời ca tiếng hát. Thì chúc các con lại tiếp tục dùng những lời ca tiếng hát để mình sống mỗi ngày hoàn thiện hơn, ca tụng ngợi khen Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa luôn mời gọi các con là mỗi ngày phải trở nên hoàn thiện, không phải mình nghĩ như vậy là đã đủ rồi mà không có điêu luyện để ở lại tập hát với thầy ái. Cho nên chính vì thế mình muốn hát hay, hát có tâm tình để mình tạ ơn Thiên Chúa, cũng như để giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên với Chúa, thì càng mình phải hy sinh nhiều là tập luyện. Vì thế cha cầu chúc cho các con lại tiếp tục hăng say, tiến triển hơn nữa qua những lời ca tiếng hát của mình, để mỗi ngày mình ca tụng ngợi khen Thiên Chúa một cách hữu hiệu hơn bằng lời ca tiếng hát. Xin được hết lòng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Ta cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Ta chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề
tắt. Nhân danh Chúa để làm điều tốt lành thực sự là một hành vi đáng khích lệ, vì nó làm sáng danh Chúa. Thế nhưng, ngày nay, không ít người lại lợi dụng danh nghĩa tốt lành của Thiên Chúa để làm những chuyện sai trái. Vậy thì làm sao chúng ta có thể nhận dạng được đâu là việc làm nhân danh Chúa đúng nghĩa? Thứ nhất, việc làm đó không chống lại Thiên Chúa. Trong bài tin mừng, chính Đức Giê-xu đã xác nhận hành vi trừ quỷ của những người kia là không có gì sai trái. Điều đó chứng tỏ hành vi nhân danh Chúa của họ là đúng đắn. Thế nhưng ngày nay, Đức Giê-xu không còn trực tiếp làm điều đó nữa. Nhưng người đã ủy thác nhiệm vụ này cho giáo hội. Bởi đó, tiếng nói chính thức của giáo hội chính là tiếng nói của Chúa. Theo đó, ai chống lại giáo huấn và các lời chỉ dạy của giáo hội thì đồng nghĩa với việc chống lại tiếng nói của Thiên Chúa. Những hành vi như thế chắc hẳn không phải là nhân danh Chúa đúng nghĩa. Thứ hai, việc làm đó không gây cớ vấp ngã. Có những hành vi mà vẻ ngoài của nó tưởng chừng như là tốt lành. Thế nhưng, nó lại ngấm ngầm gây ra cớ vấp phạm cho chính người thực hiện và cho cả những người nhẹ dạ cả tin. Tin mừng dùng những lời mạnh mẽ để chống lại những hành vi gây vấp phạm đó. Những kiểu nói như buộc cối đá vào cổ, xô xuống biển, móc mắt, chặt tay, nhằm nhấn mạnh rằng thà loại bỏ kẻ gây cớ vấp phạm hay thà chịu mất một phần thân thể còn hơn là để chúng ở lại và làm cho ta phải xa lìa đường lối Thiên Chúa. Kiểu nói này như một lời thúc bách chúng ta cương quyết chống lại các trước cám dỗ của sự dữ. Lạy Chúa, nguyện cho danh Cha cả sáng, dưới đất cũng như trên trời. Và xin giúp chúng con biết cộng tác để làm sáng danh Cha bằng chính đời sống và gương sáng của mình. Amen.